mời cả nhà vào ngắm hoa cùng vườn mai chích chè bông nha. Trời ơi, một cái bông hoa nó bự ơi là bự luôn cả nhà ơi. Đây là mai đại lộc nha. Trời ơi, hoa nó quá trời đẹp luôn á. Hoa đẹp mà hoa chùm nữa. Đây cả nhà thấy không, bích cái điện thoại em luôn á. Đây, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây, thì nó nở bông chùm. Nó còn rất là nhiều chùm, nhiều nụ ở bên đây nè. Nụ nằm không á. Hôm qua thì em quay á, cái nụ nó chưa có nở, hôm nay nó nở ra được một bông rồi nè, nên em quay lại cho cả nhà xem ha. Ôi đẹp quá trời luôn nha. Đây là đại lộc nha cả nhà. Ôi đẹp thiệt luôn á, em thấy em còn mê luôn á, bông to lắm. Mà hôm nay thì em có một cái lô á, em bán giá thì rất là rẻ luôn á, chỉ có 70 ngàn một cây thôi à. Và nếu mà lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn á nha cả nhà. Đây là mai đại lộc nha. Nó chuẩn bị nó nở nè, chuẩn bị nó nở rất là nhiều ha. Đây đại lộc nha, bích màn hình em luôn. Vâng, và đây thì cái lô đại lộc này em có tầm khoảng hơn 500 cây nữa nha. Em còn khoảng hơn 500 cây. Thì cây cao để em đo nha, một gan tay, hai gan tay của em thì chắc tầm khoảng 3 tấc đi lên ha. Và đặc biệt là cây này nó đang làm nụ nha cả nhà. Đang làm nụ rất là nhiều luôn á. Thì nay tháng 7 rồi, thì đầu tháng 8 là chúng ta bắt đầu cho vào đi vào xử lý nụ nó là ok. Đó, cả nhà thấy không, nụ chi chích luôn á. Cây này nó nhỏ xíu mà nó nở hoa vậy nha cả nhà. Đây nè, cây nhỏ xíu rồi nha. Đó. Thì cái lô này em bán giá 70 ngàn một cây nha. Em sẽ ship từ 3 cây. Nếu mà lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn á. Còn nếu mà lấy 10 cây thì em sẽ tặng 1 cây nha. Rồi xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chích chè bông nha. Lô nào, cây nào nó cũng đang ra nụ chi chích rất là nhiều luôn. Đó. Cọng thì rất là mập luôn nha. Cái rễ thì nói chung cũng xử lý đế hết rồi, nhưng mà do là thì nhiều quá em làm không có xiết nên là em cũng không có môi lên nữa. Đây, cả nhà thấy không, nụ đây. Chỉ 70 ngàn một cây thôi nha. Và em xiết từ 3 cây, nếu ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi ai lấy 10 cây thì em sẽ tặng cho 1 cây luôn nha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cây rất là cứng, rất là đẹp luôn. Rồi, và tiếp tục bên đây là cái em qua bên đây là cái mai đa phúc nha. Em cũng thấy đa phúc nó đang nở hoa nè. Trời ơi, cái bông hoa cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây, bông cũng rất là bự và rất là đẹp luôn nha. Đây là mai đa phúc ha. Đa phúc 8 đến 12 cánh nha. Thì cái lô này em cũng bán với giá 70 ngàn một cây thôi. Nó cũng đang làm nụ nha cả nhà. Nó đang nở cái bắp xanh nè. Đang làm nụ 70 ngàn một cây thì em sẽ ship từ 3 cây. Mà nếu ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Đây là mai đa phúc, nó đang tạo nụ rất là nhiều nha. Chỉ 70 ngàn thôi mà chúng ta có thể vừa làm giống và vừa chơi Tết luôn nha cả nhà. Rồi, bên đây là hàng cúc cam. Cúc cam đây. Cúc cam này thì em bán với giá là 100 ngàn một cây nha. 100 ngàn một cây. Màu cam của cà rốt rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây này thì nó cũng cứng rồi, nó cũng gần liền cốt rồi. Nó cũng có nhiều nhánh rồi ha. 100 ngàn một cây luôn nha. Em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi. Và tiếp tục bên đây là cúc 150 cánh nha. Cúc 150 cánh thì cây nó cao tầm khoảng cũng 3 tấc. Rồi, nó cũng đang chuẩn bị làm nụ nha cả nhà. Hoa cúc 150 cánh thì nó cũng rất là đẹp luôn á. Rồi, thì chỉ 70 ngàn một cây thôi nha. Còn bên đây là hàng cúc họ Hương nha. Cúc họ Hương cây cứng và ghép gốc rất là đẹp luôn nè. Đó. Thì cây nó rất là cứng luôn. Em cũng đang tri ân khách hàng. Cũng 70 ngàn một cây thôi, và nếu 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đây là cúc họ Hương nha. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai của chích chè bông nha.